Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ nấu món canh bí đỏ thịt bằm. Rất là đơn giản nhưng lại vô cùng là thơm ngon và bổ dưỡng. Nước canh thì ngọt, thanh, rất là ngon. Và nguyên liệu thì mình đã chuẩn bị sẵn. Mình gồm có là 300g bí đỏ và 200g thịt heo xay, và một chút hành lá nhé, hành hoa, và một củ hành khô. Đó, bí đỏ thì mình đã gọt vỏ rồi và mình sẽ bổ thành miếng ra và mình đã rửa sạch. Và tiếp theo thì mình sẽ cắt miếng vừa ăn. Đó, về còn thịt heo thì các bạn mua về, các bạn rửa sạch và các bạn sẽ xay ra. Đó, và như vậy thì mình sẽ thái lần lượt cái miếng bí đỏ ra thành từng miếng vừa ăn như vậy. Phần bí đỏ thì mình đã làm xong rồi. Và tiếp theo thì về một củ hành khô thì mình sẽ thái nhỏ ra. Và tương tự thì hành lá mình cũng sẽ thái nhỏ ra nhé. Và tiếp theo thì mình sẽ bẳng chảo lên bếp và cho một chút dầu. Và khi dầu nóng thì mình sẽ cho cái phần hành khô mà mình vừa thái nhỏ vào. Và mình sẽ để đảo đều tay sau khi vàng. Đó, sau khi vàng thì mình sẽ cho phần thịt băm vào và để đảo đều lên. Và khi phần thịt heo đã săn lại rồi thì mình sẽ cho phần bí đỏ vào và mình sẽ xào. Đó, mình xào như vậy và mình sẽ cho những gia vị vào, mình xào lên để cho nó thấm, nó ngấm gia vị thì sẽ ngon hơn nhé. Đó là tiếp theo mình sẽ cho phần gia vị. Mình cho một muỗng cà phê hạt nêm này, một muỗng cà phê bột ngọt này, và muối này. Và mình sẽ cho một chút nước mắm này. Đó, và mình sẽ đảo đều lên để cho những cái miếng bí và thịt bằm này nó thấm gia vị thì sẽ ngon hơn.
Đó, thì ở đây thì mình sẽ cho 300 ml nước lọc vào và mình sẽ đem đi đun sôi lên. Đó, mình sẽ nấu canh như vậy. Đó, và các bạn sẽ nấu phần canh cho sôi lên. Và khi sôi rồi thì mình sẽ tiếp tục nấu tiếp từ 10 đến 12 phút sao cho cái phần bí đỏ nó mềm chín là được. Và cuối cùng thì các bạn sẽ nêm cái phần canh của mình nhé, sao cho nó hợp với cái khẩu vị vừa ăn của từng gia đình. Nếu nhạt thì mình có thể là cho thêm. Đó, và cuối cùng thì mình sẽ cho hành hoa vào. Đó, cho hành hoa vào thì nhìn rất là hấp dẫn. Bí đỏ này là một cái thực phẩm rất là được mọi người rất là ưa chuộng nhé, bởi cái hương vị rất là thơm và nó có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhé. Và canh bí đỏ thịt bằm thì rất là thơm mát này, nó còn giúp tăng cường hệ miễn dịch và tốt cho tim mạch rất là tốt, và nó còn tốt cho xương và mắt nhé các bạn. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé.